Vâng, Mỹ Linh biết rằng tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Nam America TV đang coi trên truyền hình trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi đang giới thiệu đến với quý vị những hình ảnh sinh hoạt của các em của trường Việt ngữ Trường Dương. Và mong rằng quý vị thấy được ba số phone của chúng tôi đang có trên màn ảnh và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để ủng hộ cho những người dân, những em bé nghèo, tội nghiệp, mồ côi bên Việt Nam. Và quý vị thấy là các em ở đây, các em của trường Việt ngữ Trường Dương thật may mắn khi mà mỗi em đến đây đều đi cùng với mẹ, có được bàn tay của mẹ nâng niu chăm sóc mình. Nhưng mà có những em thật là tội nghiệp, không hề có được một bàn tay của mẹ để chăm sóc, để yêu thương. Và rồi người ta cũng có câu rằng là mồ côi cha ăn cơm vi cá, mồ côi mẹ lót lá nằm đường. Thực sự rất là tội nghiệp khi các em không có được bàn tay yêu thương chăm sóc của người mẹ, nên mong rằng quý vị sẽ rộng tay để giúp đỡ cho các em với ba số phone mà quý vị đang có trên màn ảnh của chúng tôi, cũng như quý vị đang coi trên hệ thống truyền hình freevn.net. Xin mời quý vị hãy gọi vào ủng hộ chúng tôi. Đang có những người staff ở đây để có thể sẵn sàng nhận số phone và nhận mọi sự đóng góp của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ quý vị có thể hướng lên sân khấu của chúng tôi. Tất cả các em của trường Việt ngữ Trường Dương đang sẵn sàng để đưa quý vị đến với lại một ca khúc nữa, một bài múa mà ở đây sẽ kể cho chúng ta nghe về một câu chuyện. Đó là câu chuyện của nhật ký của người mẹ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng một lần viết lại những trang nhật ký của cuộc đời mình. Viết lại ngày hôm đó mình vui hay buồn, mình nghĩ cái gì, mình làm điều gì. Nhưng người mẹ, mỗi người mẹ trong trang nhật ký của mình đều liên quan đến người con, đều là sự sinh ra, lớn lên của con từng ngày từng ngày. Và những trang nhật ký của mẹ chính là những trang yêu thương, những trang giấy chứa đầy tình cảm lớn lao mà mẹ dành cho con. Và trang nhật ký ấy viết những gì? Xin mời quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu của chúng tôi để cùng thưởng thức bài múa nhật ký mẹ với sự hướng dẫn của thầy Nam Phạm. Xin kính mời quý vị. Đường đời không như con
chẳng màng. Biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao sáng bình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Cũng như là Grand Lutheran Church để cùng thực hiện những cái công việc rất là có ý nghĩa để giúp đỡ cho những người nghèo cũng như là vinh danh những người mẹ của chúng tôi của chúng ta ngày hôm nay. Và bên cạnh Mỹ Linh đó là chị Loan Anh, là một người giáo viên của trường Việt ngữ ở Trùng Dương, cũng như là giáo viên dạy múa cho các em nữa. Chị sinh hoạt rất là gắn bó với các em. Và hôm nay thì chị Loan Anh cũng rất là muốn có những lời kêu gọi để mà mong quý vị sẽ sống tay để giúp đỡ cho những trẻ em nghèo thật tội nghiệp tại Việt Nam. Dạ, mời chị. Cảm ơn Mỹ Linh. Xin chào tất cả các cha mẹ có mặt ngày hôm nay và tất cả các anh chị em và các cô giáo ở trường Việt ngữ Trùng Dương. Để kêu gọi tất cả các các vị anh nhân dù có mặt ở đây hoặc là ở nhà đang xem TV thì chúng ta cũng nên mở rộng vòng tay của chúng ta để mà đón rước các em. Tuy là các em như là còn nhỏ nhưng mà cái tình mẫu tử đó đang thiếu thốn thì chúng ta cũng nên giúp cho các em một tí gì của chúng ta mà để mà có như là một cái tấm lòng để mà cho các em nó sưởi ấm. Thì hôm nay á thì các em này đang trình diễn một cái bài múa mà cái bài múa này rất là cảm động. Cái bài múa này là cho Lê Tình của học sinh của trường Việt ngữ Trùng Dương. Em đó đã sáng tác ra và đã dạy cho các em này để mà có một cái điệu múa rất là cảm động và cái lời nhạc cũng rất là hay. Thì Long Anh xin kêu gọi tất cả các anh chị em, các ông bà và các cha mẹ có mặt ngày hôm nay hoặc là những quý vị khán thính giả đã xem TV ở nhà thì chúng ta cũng nên có một chút để mà giúp đỡ các em. Tuy là các em cũng là con cháu của chúng ta nhưng mà các em đang thiếu tình thương, thiếu tình mẫu tử. Các em đang ở Việt Nam thì tất cả các đồng bào đó thì nếu mà muốn giúp đỡ